Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quan chức ngày càng tham lam và ăn bạo. Ông Tổng là tội đồ hay anh hùng? Ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư cho đến nay đã hơn 12 năm. Thời gian đủ dài để ông tạo ra một lớp lãnh đạo mang dấu ấn của ông. Ông Trọng là người tôn thờ ông Hồ Chí Minh. Những gì được gọi là tư tưởng hay trị đạo đức của ông Hồ đều được ông mót vét dùng để dạy đạo đức cho đảng viên của mình, đặc biệt là lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Vậy câu hỏi đặt ra là với vai trò là người đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm được những gì đây? Ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho quan chức xuống cấp đạo đức hết sức nghiêm trọng. Hiện nay nhìn vào việc ông Nguyễn Phú Trọng ra tay mạnh với tham nhũng thì không ít người đã tung hô ông là nhân vật vĩ đại thứ hai sau Hồ Chí Minh. Ở đây là ông Hồ Chí Minh huyền thoại, chứ không phải ông Hồ Chí Minh thật. Ông Hồ Chí Minh huyền thoại được tạo ra trong thi ca, trong văn học, trong sách báo và trong các tư liệu lịch sử được tô hồng của chế độ. Còn con người thật của ông Hồ Chí Minh thì cũng đủ tật xấu, đủ thứ thủ đoạn và cả những hành động gian ác của một con người làm chính trị thời loạn, chứ chẳng phải thần thánh gì cả. Ông Nguyễn Phú Trọng được so sánh với ông Hồ Chí Minh huyền thoại thì xem như thành phần ủng hộ ông, đang tung hô ông là thần thánh. Họ thấy những gì ông Trọng làm là thật, ông Trọng dựng lên lò để đốt quan tham nhiều chưa từng có. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh nhìn lại thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chạm vào Tô Lâm? Trong khi đó, bằng chứng về việc ông Tô Lâm dính vào vụ Mobifone mua AVG sờ sờ ra đó, không ai thấy hay sao? Quan chức ngày nay cắn miếng tới triệu đồ. Ngày nay, vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ IC rồi vụ đăng kiểm đã cho thấy các cán bộ lãnh đạo của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã thối nát đến mức tột cùng. Mới đây, vụ chuyến bay giải cứu đã khui thêm tội phạm. Ông cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng chỉ trong một vụ để giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế hơn 180 lần nhận hối lộ tới 42,6 tỷ đồng. Cựu trợ lý của cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Quang Linh bị cơ quan an ninh điều tra xác định đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bộ máy cồng kềnh, quản trị yếu kém, lý luận thì mơ hồ, đường lối hoặc hoang tưởng hoặc không rõ ràng. Chính những điểm này đã tạo ra một đảng cộng sản mà trong đó là những con người tham lam vô độ. Ông Nguyễn Phú Trọng bất lực trong việc tạo ra một tầng lớp lãnh đạo mới có trách nhiệm hơn, có năng lực hơn, thay vào đó là những quan chức tranh nhau xả xẻo hoặc từ tiền thuế của dân hoặc trực tiếp lên sức lao động của người dân và doanh nghiệp. Trong các lời phát biểu của quan chức trên báo chí, mà đặc biệt là các báo có tính tuyên truyền như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội, người ta nói toàn những thứ cao siêu, nào lý luận này, nào lý luận kia, rồi là nào là đường lối này, đường lối kia, vân vân. Nhưng rồi, đằng sau cánh gà của trò mị dân ấy, họ cạp những miếng ăn mà tính bằng cả triệu đô, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Chính ông Nguyễn Phú Trọng chọn nhân sự cho đảng mà cuối cùng thì toàn là chuột cống phạm ăn. Để Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát khủng khiếp như ngày nay thì không thể thiếu trách nhiệm của người đứng đầu, đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có câu chuyện kể rằng khi người Anh đến Úc Châu, họ mang theo mấy chục con thỏ để phục vụ săn bắn giải trí. Tuy nhiên sau đó thỏ sinh sôi quá nhanh, làm hại mùa màng và mất cân bằng sinh thái. Giờ đây nước Úc phải mất hàng trăm triệu đô la mỗi năm để mà diệt thỏ, mà không biết diệt bao giờ cho hết. Tương tự như vậy, tội của Nguyễn Phú Trọng là nuôi thỏ để săn bắt. Nhưng giờ đây ông săn bắt trên toàn cõi Việt Nam cũng không bao giờ hết thỏ. Chính sự bảo thủ không can đảm từ bỏ cái cũ, dán mác Lenin, và Đảng Cộng sản giờ đây nhìn đâu cũng thấy tham ô, mà toàn là tham ô rất bạo. Nếu công lao của ông Trọng một, thì tội đồ của ông phải
là 10. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin quan chức ngày nay ngày càng tham lam và ăn bạo, ông Tổng là tội đồ hay anh hùng đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chị Đại điều gái cho cựu giám đốc công an Quảng Trị, giờ dùng Hội An để chấn lột khách. Tuần trước, báo chí và cộng đồng mạng đã xôn xao về một clip trong đó cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, đại tá Trần Đức Việt vừa nhậu, bia ôm, vừa ôm gái. Có vẻ như đây là clip được tung ra để đánh vào ông Trần Đức Việt và thượng tá Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng tổ chức công an tỉnh Quảng Trị. Đây là hình ảnh ăn chơi sa đọa của quan chức công an Quảng Trị. Và điều đặc biệt là những cô gái hầu bia cho các ông quan đổ đốn này không phải là gái bán hoa mà là nhân viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Hội An của tỉnh Quảng Nam. Đây là những phụ nữ có nghề nghiệp, làm việc tại cơ quan đàng hoàng nghiêm chỉnh. Tuy nhiên vì các cô làm việc với một người sếp không tử tế nên mới bị điều đến chỗ ăn nhậu của các ông công an mất tư cách của tỉnh Quảng Trị. Vậy người sếp của các cô gái kia là ai? 3. Trương Thị Ngọc Cẩm đã điều nhân viên của mình hầu bia cựu giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt. Đó là bà Trương Thị Ngọc Cẩm, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi vụ việc trở nên ồn ào, báo chí đã điều tra ra bà Cẩm là người điều nhân viên của mình đến hầu bia tại bữa tiệc trên. Bà Cẩm đã xác nhận trước báo chí là trong số những người xuất hiện trong clip trên có hai nhân viên hát bài chòi đang làm việc tại trung tâm. Thực sự mà nói, bà giám đốc một trung tâm văn hóa cấp thành phố mà hành xử chẳng khác nào một tú bà như vậy. Việc chơi bời ngoài quán xá dễ bị bắt gặp và uống bia với gái ngành cũng là một rủi ro không nhỏ. Bởi quán xá là tụ điểm thường dân tấp nập vào giải trí. Nếu quan chức bị bắt gặp tại các tụ điểm này thì phiền phức rất lớn, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị. Đang trong thời kỳ lo lửa công trọng càn quét mà ăn chơi bất cẩn thì có ngày phải trả giá. Theo thông tin có được từ những quan chức giấu tên thì nhu cầu các cô gái cho giới quan chức không hề giảm. Quan chức ngày nay rất giàu và vì giàu bằng đồng tiền bất chính nên họ tiêu tiền rất hoang phí. Trong giới quan chức có tồn tại từ rất quen thuộc, đấy là ăn rau sạch. Nghĩa là tìm gái có nghề nghiệp đàng hoàng hay chí ít là gái không phải là hành nghề chuyên nghiệp để mà thưởng thức. Và quan chức rất ưa dùng rau sạch, bởi theo họ là an toàn và không có khả năng bị theo dõi, cũng như có không gian riêng tư, khó bị phát hiện. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm lại đóng góp tối kiến cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An. Nắm bắt nhu cầu đấy, có vẻ như một số tú bà chuyên tìm rau sạch cho các ông sếp. Đó là một hệ thống khép kín, khó phát hiện. Nhu cầu loại hình này rất lớn cho quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản và tất nhiên không dễ gì lần ra những đường dây này. Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về việc thành phố Hội An tổ chức thu tiền khách vào tham quan phố cổ. Một ý tưởng rất thiển cận. Họ nghĩ rằng họ làm thế là có thu nhập, nhưng họ nghĩ một mà không nghĩ hai. Đây là đuổi du khách ra khỏi khu phố cổ nhanh nhất và đây cũng là cách tàn phá ngành du lịch nặng nề nhất. Bởi không gì đuổi khách nhanh cho bằng chấn lột. Được biết, đóng góp ý kiến này cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An có bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình thành phố Hội An. Đơn vị và bà Cẩm quản lý được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An giao tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trong khu phố cổ. Thu phí khách tham quan, cái nhìn thiển cận của lãnh đạo thành phố Hội An. Lại là bà Trương Thị Ngọc Cẩm, người phụ nữ điều nhân viên của mình tiếp khách tại trụ sở công an tỉnh Quảng Trị trước đây. Không biết bà Cẩm làm văn hóa bao lâu, có biết làm kinh tế hay không, mà bà đóng góp một ý kiến rất tệ. Nếu áp dụng thì Hội An sẽ ra sao đây? Với việc đào trước đây có vẻ bà Cẩm nhạy bén,
nhưng qua cách gợi ý cho ý kiến với Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho thấy bà là con người thiển cận. Di sản mà giao cho người cộng sản làm thì thế nào cũng nát, dù đó là di sản vật thể hay vi vật thể. Trong đó, những con người thiển cận thường lại làm người được tổ chức vụ to và quyền lớn trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Chị Đại điều gái cho cựu giám đốc công an Quảng Trị, giờ dùng Hội An để chấn lột khách. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.